Kính chào quý vị và các bạn. Hành trình tương lai rất vui được gặp quý vị trong bản tin nóng thứ Bảy ngày 20 tháng 2. Hy vọng những thông tin của chúng tôi sẽ giúp quý vị khán giả cập nhật tin tức trong nước và trên thế giới một cách nhanh nhất. Chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần ấm áp bên cạnh người thân và gia đình. Và hy vọng quý vị sẽ luôn ủng hộ Hành trình tương lai bằng cách đăng ký và chia sẻ kênh của chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Truy tìm hai người Trung Quốc trốn cách ly tại Bình Dương. Hà Nội sẽ thi 4 môn vào lớp 10 năm học 2021-2022. Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt không cần giấy tờ. Xét nghiệm lại cho chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Một người tử vong tại khách sạn ở Tam Đảo đang lấy mẫu xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 2, cơ quan chức năng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin đang truy tìm hai người Trung Quốc trốn cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất với viêm phổi Vũ Hán. Đại diện thành phố Dĩ An cho biết địa điểm khu cách ly có người bỏ trốn là một cơ sở y tế tại thành phố Dĩ An. Hai người Trung Quốc độ tuổi khoảng từ 27 đến 30 tuổi bỏ trốn sau khi đã thực hiện cách ly được 9 ngày và đang chờ kết quả xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán lần thứ hai. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của hai người này âm tính với virus Vũ Hán. Tuy nhiên, theo quy định, hai người này phải tiếp tục xét nghiệm lại và chỉ được kết thúc việc cách ly tập trung sau ít nhất 14 ngày. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an các tỉnh lân cận truy xuất dữ liệu hình ảnh camera để xác định hướng di chuyển. Mới đây, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký quyết định số 839QD-UBND phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 theo phương thức thi tuyển với 4 môn thi. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường trung học phổ thông công lập vào ngày 29 và ngày 30 tháng 5 năm 2021. Các em học sinh sẽ thực hiện 4 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật hoặc Hàn Quốc, sao cho khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở. Hình thức thi là trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút một bài. Với bài thi môn ngữ văn và toán, thí sinh thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút một bài. Với bài thi môn thứ tư, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố vào tháng 3 năm 2021. Ngoài ra, thay đổi đáng chú ý nhất trong tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay là mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập, thay vì chỉ 2 trường như trước đây. Mới đây, trả lời phỏng vấn của báo VN Express về định hướng sử dụng công nghệ của lực lượng cảnh sát giao thông sau khi đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát trên toàn quốc. Đề án được Thủ tướng phê duyệt, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục Phó Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thông tin ngày 19 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông đã họp và đề xuất lãnh đạo Bộ Công an về việc thành lập ban chỉ đạo chuyên trách thực hiện đề án này. Hoạch định chi tiết các công việc như xây dựng dự án trung tâm dữ liệu kết nối, điều khiển chỉ huy giao thông ở cục và hai dự án nâng cấp lắp đặt hệ thống camera tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, nó sẽ kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư nên việc xử phạt vi phạm sẽ được cải tiến. Hiện nay, lực lượng chức năng phải lập biên bản giấy, 7 ngày sau mới có thể ra quyết định xử phạt. Người vi phạm trực tiếp lên nộp phạt và bị tước bằng lái. Thời gian tới, cảnh sát giao thông chỉ cần đánh số căn cước công dân của người vi phạm rồi ra quyết định xử lý vi phạm điện tử, sử dụng chữ ký số để hoàn thiện việc xử phạt trên mạng. Với việc áp dụng công nghệ, trong tương lai cảnh sát giao thông cũng có thể trừ điểm hoặc tước bằng lái xe trên hệ thống thay vì phải tước giấy tờ trực tiếp như hiện nay. Cảnh sát giao thông chỉ xuất hiện để xử phạt các vi phạm mà hệ thống camera không phát hiện được, như vi phạm về nồng độ cồn, phối hợp truy bắt tội phạm sử dụng bạo lực trên đường. Và ngày hôm qua 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát đi công văn khẩn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong giai đoạn hiện nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện chùm ca mắc viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng. Mặc dù đã được khống chế nhanh chóng, nhưng nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực.
Do đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, đặc biệt tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao ngành y tế chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức xét nghiệm lại cho các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh và làm việc trên địa bàn thành phố. Rạng sáng ngày hôm nay 20 tháng 2, một người đàn ông được xác định tử vong tại một khách sạn ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa khách sạn, đưa mẫu đi xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán, đồng thời thực hiện các quy định cách ly khách sạn theo quy định của Bộ Y tế. Nguồn tin ban đầu của báo Tiền Phong cho biết, người tử vong là một người nam, sinh năm 1975, đi du lịch với vợ con. Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu say, nôn tại phòng. Thời điểm này khách sạn chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, đã nắm được thông tin sự việc, việc lấy mẫu xét nghiệm đang được tiến hành theo quy định. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, tỉnh sẽ sớm có thông tin cho báo chí. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tổng giám mục nói ông Biden cần ngừng tuyên bố là người công giáo sùng đạo. Campuchia bất ngờ bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán ngay trung tâm thủ đô. Ngoại trưởng Trung Quốc Brunei và Indonesia điện đàm về tình hình tại Myanmar. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Catholic World Report, gần đây Đức Tổng giám mục Joseph Norman của thành phố Kansas, Hoa Kỳ, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban các hoạt động vì sự sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, USCCB, đã thảo luận về đức tin công giáo của ông Biden. Ông Biden tự nhận là một người công giáo sùng đạo, nhưng trên thực tế, ông Biden đã nhận phải rất nhiều chỉ trích của các giáo sĩ và tín đồ công giáo vì những hành động khởi xướng và ủng hộ các chính sách phá thai. Đức Tổng giám mục Norman thẳng thắn nói, Tổng thống nên ngừng tự định nghĩa mình là một người công giáo sùng đạo và thừa nhận rằng quan điểm của ông ấy về việc phá thai là trái với giáo lý đạo đức công giáo. Khi ông ấy nói rằng ông ấy là một tín đồ công giáo sùng đạo thì giám mục của chúng tôi phải có trách nhiệm uốn nắn ông ấy. Hành động của Tổng thống là chống lại đức tin công giáo. Theo các nguyên tắc giảng dạy của giáo hội công giáo, phá thai là một tội ác gây nguy hiểm đến tính mạng con người và cấu thành một tội nghiêm trọng. Người phá thai sẽ tự động bị trục xuất khỏi giáo hội công giáo. Sáng hôm nay 20 tháng 2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gấp rút xuất hiện trên truyền hình để trực tiếp thông báo về vụ bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng vừa mới phát hiện tại thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen cho biết đã có 28 trường hợp dương tính với viêm phổi Vũ Hán được phát hiện trong đêm qua và thêm 4 trường hợp khác vào sáng sớm nay, đưa tổng số người mắc trong đợt bùng phát mới nhất này lên số 32. Tất cả các trường hợp trên đều được phát hiện tại các địa điểm ở trung tâm của thủ đô Phnom Penh, là những nơi tập trung đông người. Tuy nhiên hiện chưa xác định được nguồn lây bệnh. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh lần này đều là người Trung Quốc. Hiện nay, các cơ quan chức năng Campuchia đã nhanh chóng khoanh vùng và cử lực lượng tới phong tỏa tất cả các địa điểm liên quan, bao gồm cả một vùng rộng lớn xung quanh đảo Koh Phích, trụ sở Quốc hội, trụ sở Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Hun Sen nói, hiện nay tình hình đại dịch đã bước sang một giai đoạn mới. Tôi xin khẳng định rằng đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 3 tại Campuchia và tôi lấy tên gọi là sự kiện ngày 20 tháng 2. Tính đến bây giờ, chúng ta đã phát hiện 32 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán. Đây là số lượng lớn chưa từng có tại Campuchia. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm qua 19 tháng 2 đã tiến hành điện đàm liên tiếp với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Eriwan. Cả hai cuộc điện đàm đều xoay quanh tình hình Myanmar. Ngoại trưởng Indonesia bà Retno khẳng định Indonesia rất quan tâm đến tình hình tại Myanmar với mong muốn an ninh và hạnh phúc của người dân quốc gia này luôn phải được đặt lên hàng đầu. Bà cho biết Indonesia sẽ thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tiếp xúc với Myanmar theo cách xây dựng trên nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ nhằm giúp nước này vượt qua khó khăn, tiếp tục thúc đẩy tiến trình dân chủ bao trùm ở trong nước.
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng tình hình bất ổn hiện nay không phù hợp với lợi ích của Myanmar và người dân tại đây, cũng như lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, ông Erawan, Ngoại trưởng Brunei cho rằng công việc nội bộ của Myanmar phải do chính người dân nước này tìm ra giải pháp lâu dài. Đồng thời nhấn mạnh là chủ tịch luân phiên của ASEAN, nước này mong muốn tình hình Myanmar sớm khôi phục ổn định. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé! Và phần nhân sinh cảm ngộ của chúng ta ngày hôm nay có tựa đề: Người thiện lương không cần xem phong thủy, có lòng tốt ắt sẽ ở nơi thiện đức. Mời quý vị cùng lắng nghe và theo dõi. Sau nhiều năm buôn bán phát đạt trên thành phố, người đàn ông nọ quyết định mua một mảnh đất ở ngoại ô thành phố để xây nhà. Mảnh đất có khu vườn trồng rất nhiều cây vải thiều trăm tuổi. Anh lựa chọn mảnh đất này cũng chỉ vì vườn cây, bởi vì vợ anh rất thích ăn vải thiều. Một vài người bạn khuyên anh rằng trước khi khởi công xây dựng thì nên tìm thầy phong thủy, tránh phạm vào những điều đại kỵ. Anh vốn chẳng tín vào chuyện tâm linh, nhưng vì vợ vô cùng tán thành ý tưởng này nên anh mới đồng ý tìm một nhà phong thủy có tiếng xin chỉ giáo. Sáng hôm ấy, anh lái xe đưa thầy phong thủy đến thăm mảnh vườn ở ngoài ô. Trên đường không có quá nhiều xe cộ qua lại, nhưng hễ có xe nào muốn vượt lên thì anh đều nhường cho họ. Thấy vậy, thầy phong thủy liền nói với anh: "Ồ, anh lái xe quả là rất vững tay." Nhưng anh chỉ cười ha ha rồi nói: "Họ muốn vượt chắc là có chuyện gấp, không thể trì hoãn, lẽ nào lại dành đường với họ sao?" Khi đến thị trấn, đường ở đây nhỏ hơn so với đường trong thành phố nên anh phải hạ tốc độ của xe xuống nhiều lần. Lúc ấy xe đang tà tà chạy thì đột nhiên có một bé trai lao ra giữa đường khiến anh phải đạp phanh gấp. Đợi khi đứa bé chạy qua, anh không vội vàng lái xe đi mà nhìn vào con ngõ như chờ đợi điều gì đó. Và đúng như anh nghĩ, một bé gái chạy qua xe anh rồi đuổi theo cậu bé ban nãy, trên môi vẫn cười tinh nghịch. Thầy phong thủy hỏi: "Vì sao anh biết vẫn còn đứa trẻ khác ở phía sau?" Anh nhún vai trả lời: "Trẻ con nếu không nô đùa với nhau thì sẽ không vui vẻ đến thế." Thầy phong thủy giơ ngón tay cái lên tán thành: "Anh đúng là người có tấm lòng lương thiện." Khi xe đến khu vườn, anh vừa xuống xe liền nhìn thấy đàn chim vội vã bay vút lên cao, dường như sợ hãi điều gì đó. Anh liền nói với thầy phong thủy: "Chúng ta hãy đợi một chút rồi hãng vào." Rồi anh giải thích: "Trong vườn chắc hẳn có trẻ con đang trộm vải thiều, giờ chúng ta vào sẽ khiến chúng giật mình, chẳng may ngã xuống đất thì nguy hiểm lắm." Thầy phong thủy nghe vậy, im lặng một vài giây rồi nói: "Khu đất này của anh, không cần xem cũng biết là phong thủy đều rất vượng." Lần này đến lượt anh kinh ngạc, anh cứ ngỡ là bản thân vừa làm gì đó khiến ông thầy phật ý nên mới từ chối xem long mạch cho mình. Nhưng thầy phong thủy chỉ cười rồi nói: "Anh là người lương thiện, ở đâu có anh thì ở đó phong thủy đều tốt đẹp." Thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy rằng một người có tấm lòng lương thiện sẽ được trời đất ban phước lành. Lòng tốt còn khó có được hơn cả trí thông minh, vì trí thông minh là một món quà, còn lòng tốt là sự lựa chọn. Chúng ta làm việc tốt có thể không được đền đáp ngay lập tức, nhưng đời người là một ván cờ lớn, cứ tích lũy dần thì lòng tốt ấy sẽ biến thành sức mạnh, có phải không thưa quý vị? Tất nhiên, chúng ta làm việc tốt không phải vì mong nhận lại đền đáp, mà bởi vì đó là xuất phát từ thiện tâm. Người xưa từng nói, ở hiền thì sẽ gặp lành, có lòng tốt, ắt sẽ có phúc báo. Giữ gìn lương thiện của bản thân mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều có thể dùng lòng tốt của mình để gột rửa thế giới đầy ô nhiễm này. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Và thưa quý vị, dịch viêm phổi Vũ Hán không ngừng lan rộng. Dẫu các chuyên gia hướng dẫn chúng ta phải đeo khẩu trang, chăm rửa tay, chú ý vệ sinh, nhưng có một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng của bản thân trước dịch bệnh mới là điều căn bản khi phòng dịch.
Luyện tập khí công mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, không chỉ giúp trừ bệnh khỏe người, tịnh tâm mà còn có thể rèn luyện tâm trí, điều tiết kiểm soát cảm xúc của bản thân, giúp thân tâm được thư thái. Khí công cũng có rất nhiều loại, quý vị có thể lựa chọn loại phù hợp với mình. Ví dụ như Pháp Luân Đại Pháp cũng là một loại khí công sớm đã được người người biết đến nhờ công hiệu trừ bệnh khỏe người và đề cao tâm tính theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Công pháp này cũng đem tới những hiệu quả rất tích cực với sức khỏe và tâm thái của người luyện tập và được công chúng đón nhận nồng nhiệt tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Trong cơn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nguy cấp này, quý vị có thể tìm hiểu thêm về các môn khí công và tập luyện nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng thêm một tầng bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.